Hello, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho quý vị một mẫu xe Kia Seltos được sản xuất vào năm 2020 và chỉ đi lướt mới có 7.100 cây anh chị. Chiếc xe này được trang bị động cơ 1.4 turbo kết hợp với lại hộp số ly hợp kép 7 cấp. Chiếc xe này là một chiếc xe lướt. Đây là cái hiện trạng mộc mà anh em Học mới vừa thu về. Chưa có dọn dẹp gì hết, nhưng mà hôm nay thấy đi qua ngoài đường Học cũng rất là nôn nóng giới thiệu đến cho cô chú anh chị cái sản phẩm đầu tiên của anh em mình Học. Rồi, để không mất nhiều thời gian cô chú anh chị nữa, Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đi nhanh qua một vòng xe để chúng ta kiểm tra những cái đường dập nổi. Xe này là nước sơn zin 100% nên Học xin phép lướt qua cái phần keo chỉ nha anh chị. Đó, anh chị nhìn như là cabo ha, cabo nó có sẽ có những cái đường dập nổi. Nước sơn zin nha anh chị, và thân xe cũng vậy. Anh chị nhìn nè. Đó. Anh chị coi những cái thủ thuật cơ bản nhất của chiếc đi coi chiếc xe ô tô là anh chị khoan hạ lợi gần, chúng ta kem coi những cái đường dập nổi và cái độ lệch màu của nước sơn trước cái đã. Đó, mình sẽ đi một vòng nha anh chị. Đó, một chiếc xe gầm cao, cái xe này có khoảng sáng gầm là Học nhớ không lầm nó là 190mm, nó gần 2 tấc anh chị. Đó, xe thì đèn full led rất là đẹp, mẫu xe gầm cao của Kia. Chiếc xe này vào năm 2020 nó cũng rất là được sự chờ đón của quý anh chị khách hàng trung niên. Đó, vì cái mẫu thiết kế của chiếc xe Kia Seltos này nó đánh vào người tiêu dùng là trung niên, trẻ trung năng động. Xe này option rất là nhiều. Đó, đầu tiên thì mình đi một vòng trước nha anh chị. 5 cái vỏ lớp zin, đi được mới có 7.100 cây thì Học sẽ lướt qua luôn cái phần keo của cái phần mà gai của vỏ luôn, vì chiếc xe này nó quá mới rồi, không có thể nào mà đánh giá chi tiết để mất thời gian của cô chú anh chị. Anh chị thấy không ạ? Những cái đường dập nổi nè. Từ phía trước nó chạy dài ra tới phía sau. Về nó cũng vậy anh chị ha. Rồi, mình sẽ đánh giá qua cụm ngoại thất trước anh chị ha. Rồi, Học sẽ giới thiệu sơ cụm đèn của chiếc xe Seltos này là cụm đèn full led nè. Được thiết kế mới. Anh chị thấy không ạ? Đó, có thêm một vài cái nẹp mạ rơm để cho nó thêm sang trọng anh chị. Và Kia cũng rất là biết nịnh khách. Anh chị thấy không? Cái đèn gầm Kia cũng là trang bị cho mình thêm 3 cái bi projector ở mỗi bên. Anh chị thấy không ạ? Cụm lưới tiện tản nhiệt này cũng rất là mới. Thiết kế cái dạng 3D, có ốp mạ rơm. Và cái đèn định vị ban ngày nó sẽ chạy suốt từ cái đèn này vào trong tới cái logo luôn nha anh chị. Đó, đó là cái cụm đèn pha. Xe thì nó có một vài chỗ chày xước, nhưng mà Học về Học nghĩ xe đánh bát lại như ở đây nè anh chị nè. Đó, có một vài chỗ chày xước. Cái này là nó bị bám nước sơn của cái vật liệu khác. Cho nó chưa có chày nha anh chị. Cửa này cũng vậy nè. Cái cửa này về bên Học sẽ xử lý lại, đánh bát. Chỉ có sơn cái cản trước bên phải với cái vè sau thôi anh chị. Rồi, ở đây là cái mà Học cũng muốn khoe với anh chị nè. Vào cái khung tiền mà khoảng lanh quanh 700 mà anh chị đã có được một cái sản phẩm mới, đặc biệt là mới 2020 nè. Và thứ hai nữa cũng là thiết kế mới của Kia. Học xin giới thiệu sơ như là vô lăng full da nè, thiết kế kiểu thể thao ha. Rồi có kết hợp với lại ru cành tròn nè, đàm thoại rảnh tay nè anh chị, volume nó cũng tích hợp trên đây luôn. Anh chị ha, hệ thống lạnh là hệ thống tự động. Xe có luôn cái sạc không dây ở phía, nó giấu ở trong đây, rất là tinh tế nha anh chị. Nó không có làm cho mình bị rối. Xe có luôn cái phần ghế sưởi luôn anh chị. Ghế sưởi là ghế da đục lỗ, là zin theo xe nè. Đó. Và một cái điều mà Học muốn khoe với anh chị nhìn vào màn hình trung tâm nè, anh chị có thấy không ạ? Đây, tới 6 chế độ lái lần cô chú anh chị, như là chế độ lái trên tuyết nè, rồi đường trơn trượt nè, rồi sa mạc nè. Còn ở bên đây thì mình sẽ có normal là thông thường, eco là tiết kiệm, sport là đẩy hết công suất của động cơ. Và cái màn hình hiển thị trung tâm ở đây nó cũng rất là đẹp, tinh tế ha. Nó học hỏi được, thừa hưởng được nhiều cái nét của những chiếc xe Đức anh chị không? Nhìn thấy đơn giản nhưng mà mình nhìn nó chính xác. Và đây cũng là một cái sự vượt trội của những cái dòng xe phân khúc B của Kia. Anh chị nhìn thấy cái tầm tiền có 700. Cái này là zin theo xe, mượt, mượt mà rất là nét nha anh chị. Và đặc biệt là to, rộng. Xe châu Á 700 mấy chục triệu mà làm vậy Học thấy rất là ưng ý. Vì bấy lâu nay Học cũng review hầu như là máu Học là nhiều vào những cái dòng Toyota. Nên là nhiều khi lâu lâu mình quay là những cái dòng Kia, nhiều khi thấy cái nào mình cũng vô, nó ngạc nhiên á anh chị. Và cô chú anh chị nhìn để ý kỹ nè, những cái phần như là tấp bi cửa nè, Kia cũng không hề bỏ qua bất kỳ một cái chi tiết nào hết. Anh chị nhìn nè, đó, tay nắm cửa nè, ốp bạc ở đây bằng da nha anh chị.
ở đây là bằng da nha, chứ không có giả gỗ. Ở đây cũng là bằng da nè, anh chị có thấy không ạ? À, ở bên trong á, cái Kia Seltos nó là cái phân khúc B gầm cao. Tuy nhiên á, anh chị nhìn nè, Học thì cao 1m71 à, nhưng mà anh chị nhìn nè, ngồi thì rất là thoải mái. Đây, đây anh chị thấy không? Có cái cổng sạc 12V ở đây, có cửa gió ở hàng ghế thứ hai luôn nha anh chị. À, về cái sự tiện nghi của xe này, Học đánh giá cho là good, rất là tuyệt vời với cái tầm tiền này. À, hôm nay Học sẽ không quay những đánh giá chi tiết cái phần keo chỉ đâu, tại vì chiếc xe này 2020 mà anh chị, rồi Học xin nhắc lại 2020 mà mới có đi có 7.100 cây. Hồi nãy Học quên nói có quay cái đồng hồ rồi đó, 7.100 cây mà Học đã, bên Học thì cam kết chiếc xe này anh chị là không lỗi. Hiện trạng là nước sơn zin 100% đó, keo chỉ cốp đồ là chưa ra hết. À, nước sơn zin 100% và cái cốp này cũng bên Học dọn là cũng không sơn nha, chỉ đánh bát thôi nha anh chị. À, và những cái dấu này nè, Học có chia sẻ cho anh chị, nó cũng giống như Toyota thôi, nó có những cái dấu bon, nó những cái thủ thuật mà nhỏ nhất để Học muốn truyền đạt cho cô chú anh chị, để tránh đi những cái rủi ro mà cô chú anh chị đi mua một chiếc xe cũ. Những cái cơ bản nhất thôi, nhiều khi người ta làm không được đâu, chẳng hạn giống như mấy cái này nè, không bao giờ mà giả lại được giống như vậy anh chị ha. Và xe này bên Học cũng cam kết. Và đây cái Học nói nè, cái này là Học phải sơn lại rồi nè. Cái này nó là cái phần cản sau phía bên phải, đây anh chị nè, cái này nó bị chốc nước sơn tới phần nhựa, thì cái này không thể đánh bát được, chốc sơn là thua. Như cái này thì đánh bát được đó, cản sau bên phải và cái cản trước bên phải thôi. Còn ở đây nó có một vài cái vết xước lông mèo, anh chị nhìn nè, Học đánh tay thôi là ra đây đó, rất là tuyệt vời. Và cái xu hướng bây giờ hầu như giống như Học, Học đang đi chiếc sedan với mấy anh em, lúc nào cũng muốn là thôi chắc mình đi chiếc xe gầm cao một xíu, để cho những cái lúc mình quay đầu nhiều khi nó vướng cái vỉa hè mình lách luôn đó. Xu thế bây giờ là gầm cao nhưng mà nhỏ nhỏ gọn gọn, để chúng ta đi trong thành phố nó không có bị dài quá giống như phân khúc D, mà nó bị nhỏ quá giống như phân khúc A, thì những cái dòng xe như vậy cũng rất là dễ tiếp cận. Thì chiếc xe này bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 720 triệu. À, thì bên Học sẽ sơn lại những cái chày xước này nè, rồi sẽ bao cô chú anh chị nào mà ở tỉnh thì bên Học sẽ bao rút gốc. Còn đối với cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, chúng ta giữ nguyên cái biển này cũng rất là đẹp, 4, 5, 7, 6, 2 cũng rất là đẹp nha anh chị. Thì cô chú anh chị giữ cái nguyên cái biển số này là sao, là cô chú anh chị sẽ không có đóng phí 20 triệu tiền biển số. Đó là một cái ưu điểm của chiếc xe này nha anh chị. Và Học xin giới thiệu nữa là Học cũng còn một chiếc xe y chang như vậy luôn, chạy mới 6.000 cây à, 2021. Giá thì Học phải đi coi chốt được cái khách, Học sẽ báo cho cô chú anh chị luôn. Và Học xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng Học bỏ cái thời gian quý báu của cô chú anh chị ra đánh giá sơ bộ cái sản phẩm nóng hổi này. Và Học xin kết thúc video tại đây. Một ngày mới, Học xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, lúc nào cũng hạnh phúc. Và Học sẽ chúc cho cô chú anh chị lựa cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất nha. Và xin chào, xin hẹn gặp lại.